Máy khoan bàn hiệu Kiga nha cả nhà. Chiều cao 1m3, có chức năng khoan tự động nha. Em không xuống máy cả nhà. Kira KGDG 420 bơi nha. Tốc độ chạy là cao nhất là 1750 và chậm nhất là 170 vòng trên phút nha cả nhà. Cao 1m3, xe con số 2, có chức năng khoan tự động. Gió đẹp nha cả nhà. Khoan tự động thì mình khoan rất là khỏe, không cần phải đè tay. Máy khoan bàn hiệu Kiga cao 1m3, có chức năng khoan tự động, xe con số 2. Khoan thì tối đa 23 ly nha cả nhà. Con này mâm tròn đẹp nha. Con này thì sử dụng điện 2.2 luôn và game điện như là sử dụng thôi cả nhà. Máy khoan tự động thì nó 4 vô ly nha. 4 vô ly, 3 vô ly chạy và 1 vô ly chạy tự động nha. Khoan rất là khỏe cả nhà. Chiều cao 1m3. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho em nha cả nhà. Đó, máy chị em nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 0816 527